Xin chào các em học sinh thân mến. Cô tên Lê Thị Úc Nhiều, là giáo viên của trường tiểu học B Vĩnh Hội Đông, trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Phú, tỉnh An Giang. Trước khi đi vào bài học thì cô có phần chuẩn bị dụng cụ học tập. Ở phần chuẩn bị này thì các em gồm có sách luyện tập tin học 3 tập 2, bút chì, vở, thước kẻ, máy tính có kết nối mạng Internet. Tiếp theo là phần khởi động. Ở phần khởi động này, cô sẽ có câu số 1. Làm thế nào để khởi động chương trình Ben? Cô sẽ cho các em thời gian nghỉ cho câu số 1 là 15 giây bắt đầu. Hết giờ cho câu trả lời số 1. Cô sẽ đưa đáp án câu số 1. Để khởi động chương trình Ben có 2 cách. Cách 1, nhấp chuột trái vào biểu tượng Ben, sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím. Cách 2, nhấp đôi chuột trái vào biểu tượng Ben. Đây là câu trả lời cho câu số 1. Chúng ta đi tiếp theo câu số 2. Phanh tròn chữ cái trước câu phát biểu sai. Ở câu số 2 này cô có 4 đáp án. Đầu tiên là đáp án A. Em có thể đóng một tiệp hình ảnh bằng cách nhấp vào nút X trên thanh tiêu đề. Đáp án B. Không muốn lưu bài, em sẽ chọn save khi đóng chương trình. Đáp án C. Công cụ chọn có tên gọi là công cụ Select. Đáp án D. Để hình không bị che, ta dùng chế độ trên bé ranh Selection. Cô sẽ cho các em thời gian suy nghĩ cho câu số 2 là 15 giây bắt đầu. Hết giờ cho câu trả lời số 2. Thì ở đây cô sẽ đưa ra đáp án. Ở đây là chọn đáp án B. Không muốn lưu bài, em sẽ chọn save khi đóng chương trình. Đây là đáp án của câu số 2. Như vậy tóm lại ở phần khởi động này, các em nắm cho cô. Đầu tiên là hai cách khởi động chương trình Ben. Tiếp theo là các em nắm cho cô cách đóng một tiệp hình ảnh bằng nút X trên thanh tiêu đề. Tiếp theo là chọn công cụ Select, sử dụng chế độ trên bé ranh Selection là để cho hình ảnh nó không bị che phức. Biết cách lưu bài khi đóng chương trình. Bài học hôm nay các em sẽ tìm hiểu là chủ đề 4, công cụ vẽ Ben. Đầu tiên cô sẽ hướng dẫn cho các em bài 18 tô màu, để cho các em biết cách sử dụng các công cụ để tô màu và sao chép màu. Chúng ta đi tiếp theo. Mục tiêu của bài 18 là tô màu cho bức tranh của mình bằng công cụ Fill with Color, sao chép màu bằng công cụ Color Picker, chỉnh sửa để chọn được màu sắc như ý. Đây là cái phần mục tiêu và các em nắm được cái phần mục tiêu bài học hôm nay cho cô. Tiếp theo hoạt động 1. Tìm hiểu công cụ Fill with Color có nghĩa là tô màu. Ở hoạt động 1 này cô có câu hỏi là làm thế nào để tô màu cho bức tranh. Để trả lời cho câu hỏi thì các em nhìn vào sách giáo khoa và trên màn hình. Cô có 3 hình ảnh cho các em quan sát. Ba cái hình ảnh này nó tương ứng với 3 bước để chúng ta tô màu. Bước 1, chọn vào công cụ Fill with Color, có nghĩa là tô màu. Bước 2, chọn vào những cái màu sắc mà mình yêu thích. Bước 3, đưa cái công cụ Fill with Color vào những cái vùng mà mình cần tô màu.
Ở hoạt động 1 này, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện thao tác tô màu. Để tô màu cho một bức tranh, các em sẽ thực hiện 3 bước. Bước 1, chọn vào công cụ Fill with Color, có nghĩa là tô màu. Bước 2, chọn vào những màu sắc mà mình yêu thích. Bước 3, đưa công cụ Fill with Color vào những cái vùng mà mình cần tô màu. Như vậy qua hoạt động 1 này, các em lưu ý cho cô các bước tô màu bằng công cụ Fill with Color. Chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1, nhấp chọn vào công cụ Fill with Color, có nghĩa là tô màu trong hộp công cụ vẽ. Bước 2, nhấp chọn màu muốn tô trong hộp màu. Bước 3, nhấp chuột vào vùng muốn tô màu. Tiếp theo hoạt động 2, tìm hiểu công cụ Color Picker. Ở hoạt động 2 này, cô cũng có một câu hỏi tương tự như hoạt động 1, là làm thế nào để tô màu giống nhau cho hai hình vẽ. Các em nhìn hai cái hình mẫu là trước khi tô màu, một hình bên là có màu sẵn nè, và bên thứ hai là đã chúng ta sao chép, và hình thứ hai là sau khi tô màu thì chúng ta sẽ sao chép được cái màu giống như hình ban đầu. Vậy để sao chép màu, chúng ta sẽ thực hiện 4 bước. Bước 1, chọn vào công cụ Color Picker trong hộp công cụ vẽ. Bước 2, chọn vào cái màu mình cần sao chép. Bước 3, nhấp chuột vào công cụ Fill with Color, có nghĩa là tô màu. Bước 4, nhấp chuột vào vùng cần tô màu. Ở hoạt động này, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện 4 bước sao chép màu. Đầu tiên, bước 1, nhấp chọn vào công cụ Color Picker trong hộp công cụ vẽ. Bước 2, nhấp chọn vào màu muốn sao chép. Bước 3, nhấp chuột vào công cụ Fill with Color trong hộp công cụ vẽ. Bước 4, nhấp chuột vào vùng cần tô màu. Như vậy, ở hoạt động 2 này, các em cần lưu ý cho cô các bước sao chép màu bằng công cụ Color Picker. Đầu tiên, bước 1, nhấp chọn vào công cụ Color Picker sao chép màu trong hộp công cụ vẽ. Bước 2, nhấp chọn màu muốn sao chép. Bước 3, nhấp chọn vào công cụ Fill with Color tô màu trong hộp công cụ vẽ. Bước 4, nhấp chuột vào vùng cần tô màu. Như vậy, ở hoạt động 2 này, các em nắm cho cô là 4 bước sao chép màu. Chúng ta đi tiếp theo. Hoạt động 3, làm việc cá nhân. Ở hoạt động 3 này, em hãy đánh dấu chéo vào đáp án đúng. Đầu tiên, cô sẽ có là câu số 1. Để sao chép màu, ta chọn những công cụ nào? Thì ở đây nó sẽ có 4 cái đáp án. Đáp án thứ nhất là công cụ Fill with Color. Đáp án thứ hai là công cụ Color Picker. Đáp án thứ ba, Eraser. Đáp án thứ tư là Fan Fill. Các em xem 4 cái đáp án cô đưa ra, đáp án nào là đáp án đúng, và cô cho các em thời gian để suy nghĩ là 15 giây. Bắt đầu. Hết giờ cho câu số 1. Đây là đáp án đúng nha. Công cụ Color Picker là sao chép màu. Chúng ta đi tiếp theo. Câu 2, tên của công cụ tô màu. Thì ở đây cũng tương tự như câu 1, sẽ có 4 đáp án. Đáp án đầu tiên là Eraser. Đáp án thứ hai, Color Picker. Thứ ba, Fan Fill. Đáp án thứ tư là Fill with Color. Vậy các em sẽ xem đâu là đáp án đúng cho câu 2.
Cô cho thời gian các em suy nghĩ là 15 giây. Hết giờ cho câu 2. Bây giờ mình chọn nha. Công cụ fill with color. Đây là đáp án đúng, là tên của công cụ tô màu. Tiếp theo ở hoạt động 4 trải nghiệm, cô sẽ hướng dẫn cho các em ý thứ nhất: tô màu hình vẽ tiệp tinh tô màu 1.bmb và tô màu 2.bmb. Mở tiệp tinh và tô màu theo ý em thích. Cô sẽ hướng dẫn cho các em tô màu hình thứ nhất. Ở cái hình thứ nhất này là ngay chỗ cái hoạt động 1, cô đã hướng dẫn cho các em thao tác tô màu một cái màu rồi nè. Bây giờ ở hoạt động 4, cô sẽ hướng dẫn tiếp cho chúng ta tô màu hoàn chỉnh cái bức tranh. Thì ở đây cô nhắc lại 3 bước tô màu. Bước 1 là chọn vào công cụ Fill with Color. Bước 2 chọn cái màu mình yêu thích. Bước 3 các em đổ công cụ Fill with Color vô cái hình mình cần tô màu. Và các em thực hiện dần dần tương tự cho các cái hình thôi. Mình thích màu nào thì mình chọn màu đó. Rồi tới cái nền này thì cô sẽ chọn cái màu đen. Nền ở dưới đây cô sẽ chọn cái màu xanh nước biển. Hình ông mặt trăng thì cô sẽ chọn màu cam. Tới chú mèo thì cô sẽ chọn cái màu xám. Tới chú cú mèo cô sẽ chọn cái màu vàng. Nhỏ này thì cô phóng bự ra, cô tô nha, phóng bự. Rồi tới cây đàn thì cô sẽ chọn màu xanh lá. Rồi bây giờ cô phóng nhỏ lại cái hình bình thường nè. Bây giờ tiếp, còn cái thiền thì cô sẽ chọn từng cái màu mà mình thích nha. Rồi như thế đã hoàn thành cái bức tranh. Ở hình thứ hai này cô sẽ hướng dẫn cho các em là tô màu cho chú bò. Thì đầu tiên cô cũng nhắc lại 3 bước. Bước 1 chọn vào công cụ Fill with Color. Bước 2 chọn vào cái màu mình yêu thích. Bước 3 mình chọn vào cái vùng mình cần tô màu. Mình cứ tô màu từ từ thôi. Bây giờ tới cái chuông nè, cái chuông cô sẽ chọn cái màu vàng.
Lưu ý cái chỗ này cô sẽ hướng dẫn thêm một tí nha. Khi mà các em nhấp vào cái đường viền, nó sẽ bị đổi cái đường viền màu viền, thì các em nhắn lệnh cho cô là Ctrl Z có thể trở lại, và cái lệnh undo ở đây là có thể trở lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp, cô sẽ hướng dẫn tiếp cho các em tôn hai cái lỗ tai của con bò nè, chọn màu nha. Tiếp tục tới gương mặt chú bò. Rồi hai cái sừng cô sẽ chọn cái màu nâu cho nó nổi nổi chút nha. Rồi tiếp tục tới cái bông hoa trên đầu thì cô sẽ chọn cái màu cam. Rồi tiếp tục cái nền ở ngoài cô sẽ chọn nền xanh. Cái chân chú bò cô sẽ chọn màu đen. Cái này mình tô tùy theo mình thích thôi. Rồi đây là chúng ta hoàn thành bức tranh thứ hai. Như vậy chúng ta đã hoàn thành thao tác tô màu, chúng ta đi tiếp theo ý thứ hai. Sao chép màu tiệp tinh, sao chép màu 1.bmb và sao chép màu 2.bmb. Thì ở đây nó cũng có hai hình mẫu để cho chúng ta sao chép. Cô sẽ hướng dẫn cái hình mẫu đầu tiên là sao chép hình hai chú chim. Cái hình mẫu này ở hoạt động 2 cô đã hướng dẫn cho chúng ta sao chép một màu rồi nè. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn lại thao tác sao chép màu. Thì ở đây để sao chép được màu thì chúng ta có 4 bước. Bước 1 chọn vào color picker. Bước 2 chọn vào cái màu cần sao chép. Bước 3 chọn vào công cụ fill with color. Bước 4 đưa cái màu mình mới vừa sao chép vào cái hình mình cần sao chép. Thì tiếp tục chúng ta cũng tương tự sao chép các màu còn lại. Sao chép từ từ. Tiếp theo là tô lá. Cứ sao chép từ từ ha. Ta đã hoàn thành bức tranh thứ nhất là sao chép màu. Hình vẽ thứ hai này cô sẽ hướng dẫn cho các em là sao chép màu hình chú chó. Thì ở đây cô cũng nhắc lại 4 bước sao chép màu. Bước 1 nhấp vào công cụ Color Picker trong hộp công cụ vẽ. Bước 2 chọn cái màu cần sao chép. Bước 3 chọn vào công cụ Fill with Color. Bước 4 đổ cái công cụ Fill with Color vô cái vùng mình mới sao chép màu xong nè. Đây là chúng ta sao chép được một màu. Tới màu thứ hai thì chúng ta cũng sao chép 4 bước tương tự ha. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Sao chép lần lần. Mấy cái bước sau là mình chỉ cần mình nhấp vô cái màu mình sao chép là được nha. Mình muốn tô cái màu nền thì ở đây mình chọn cái màu nền nào đẹp cũng được. Bây giờ ở đây cô sẽ chọn cái nền màu hồng đi.
Rồi. Hoàn chỉnh bức tranh thứ hai. Như vậy cô đã hướng dẫn cho các em thực hành hoạt động 4 trải nghiệm xong thì các em nắm cho cô. Một là tô màu 3 bước. Hai là sao chép màu thì gồm có 4 bước. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp theo. Hoạt động 5, nhận xét. Ở đây hoạt động 5 thì các em hãy tự đánh giá nhận xét sau tiết học trong sách giáo khoa trang 12. Các em nhìn lên màn hình, xem cái phần cô đưa ra là hôm nay em đã hiểu bài tốt, thực hành tốt, tham gia hoạt động nhóm, hoạt động lớp. Thì các em nhìn lên trên đây xem coi những cái hoạt động nào mình đã làm được thì mình đánh dấu tiếp vô. Ví dụ như ở đây các em đã học xong bài này, các em hiểu bài tốt thì đánh dấu tiếp vô. Còn thực hành tốt thì cũng đánh dấu tiếp vô. Tham gia hoạt động nhóm thì ở đây là các em chỉ tham gia cá nhân nên mình khỏi đánh dấu. Tham gia hoạt động lớp thì các em cũng đánh dấu vô. Đó là ba yêu cầu mà các em hôm nay đã học được. Vậy là qua hoạt động này các em nắm cho cô cái phần nhận xét. Tiếp tục chúng ta đi tiếp theo. Ở phần củng cố lại bài học này, cô sẽ có một trò chơi ai là triệu phú. Thì ở trò chơi ai là triệu phú này thì đầu tiên cô sẽ cho là câu số 1. Công cụ fill with color dùng để làm gì? Cô cũng có 4 đáp án. Đáp án đầu tiên là đáp án A, tô màu. Đáp án B, sao chép màu. Đáp án C, vẽ. Đáp án D là xóa. Các em nhìn vào 4 đáp án và suy nghĩ trả lời cho cô câu 1 với thời gian cô cho là 15 giây. Ở đây hết giờ cho câu trả lời số 1. Thì các em nhìn vô 4 đáp án này. Đáp án nào là công cụ fill with color dùng để làm gì? Thì các em chọn đáp án nào? Đáp án A, B, C, D. Ví dụ như các em chọn đáp án A. Xem coi nó có đúng hay không nha. Đáp án ta A là câu trả lời đúng cho câu số 1. Câu 2, công cụ khó lơ bicker dùng để làm gì? Thì ở đây cũng có 4 đáp án tương tự. A là gáp hình vẽ. B là sao chép màu. C là tô màu. D là cắt hình vẽ. Thì các em nhìn vào 4 đáp án của cô đưa ra trên màn hình và các em chọn cho cô đâu là đáp án đúng và suy nghĩ thời gian trả lời là 15 giây. Hết giờ cho câu 2. Thì ở đây các em chọn đáp án nào đây? Công cụ khó lơ bít cơ dùng để làm gì? Dùng để làm gì mà hôm nay cô đã hướng dẫn ở hoạt động 4 nè. Cô sẽ đưa ra đáp án nha. Dùng để là sao chép màu. Các em xem nó sẽ đúng chưa nha. Câu B là câu trả lời đúng, sao chép màu. Cô đi câu tiếp theo nha. Câu số 3, em hãy quan sát hình trên và sắp xếp theo đúng thứ tự các bước tô màu cho bức tranh. Thì ở đây cô đã đưa 3 hình ảnh ở phía trên, các em nhìn và sắp xếp các bước tô màu bằng công cụ Fill with Color. Bước 1, chọn vào công cụ Fill with Color.
Bước 2, chọn vào những cái hộp màu mà mình yêu thích. Bước 3, các em đưa cái công cụ Fill with Color đến những vùng mình cần tô màu. Thì ở phía dưới cô đưa ra 4 đáp án. Đầu tiên là đáp án A là 2, 1, 3. Đáp án B 3, 2, 1. Đáp án C 1, 2, 3. Đáp án D 3, 1, 2. Các em nhìn ở phía dưới 4 cái đáp án này, chọn cho cô và sắp xếp theo đúng thứ tự. Đáp án nào là đáp án cho câu hỏi số 3? Cô cho các em thời gian suy nghĩ là 15 giây. Giờ cho câu số 3. Thì ở đây các em chọn đáp án nào? Cô sẽ chọn đáp án nha. Đây, sắp xếp coi đâu là đáp án đúng cho câu trả lời số 3. Cô chọn câu C nha. Coi nó có đúng không. Câu C là đáp án đúng. Sắp xếp theo thứ tự là 1, 2, 3. Được chưa? Chị cô đi qua câu tiếp theo nha. Câu số 4. Để sao chép màu ta chọn những công cụ nào? Cũng có 4 đáp án tương tự. A. Công cụ Eraser. B. Công cụ Fill with Color. C. Công cụ Test. D. Công cụ Color Picker. Thì các em nhìn lên xem coi 4 đáp án này là đáp án nào đúng cho câu số 4. Cô sẽ cho các em thời gian suy nghĩ là 15 giây. Hết giờ cho câu số 4. Thì ở đây các em sẽ chọn đáp án nào đây? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chọn nha. Để sao chép màu ta chọn những công cụ nào? Các em nhớ ở cái hoạt động 2 cô đã hướng dẫn chúng ta chọn công cụ nào thì các em chọn vô nha. Ở đây cô sẽ chọn đáp án là đáp án D. Rồi, công cụ Color Picker là sao chép màu, đây là đáp án đúng nha. Vậy là qua cái phần củng cố trò chơi ai là triệu phú thì các em nắm cho cô. Đầu tiên là các bước tô màu có 3 bước và các bước sao chép màu là 4 bước. Chúng ta đi tiếp theo qua phần dặn dò. Thì ở đây các em xem lại nội dung bài học hôm nay và xem trước bài 19 vẽ hình cơ bản. Vậy đến đây đã kết thúc bài học. Thì cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và cô chúc các em học tập tốt.